Hello everyone, I miss Chiêm, nice to see you. Xin chào tất cả bạn, trong cái video này thì cô Chiêm sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập lại các kiến thức trên trường với tiếng Anh lớp 5. Bài đầu tiên đó là Unit 1, Special Address Lesson 1. Trong bài này thì các bạn sẽ được học hỏi và trả lời, phải giới thiệu về cái địa chỉ của mình. Okay. Rồi bây giờ cô muốn các bạn sẽ cùng mở trang sách của mình ra hoặc là xem trên cái màn hình của cô nhé. Phần 1, Part 1, Look, Listen and Repeat. Các bạn cho cô biết who is she? Cô ấy là ai nhỉ? Đúng rồi, đây là bạn Mai đúng nhỉ? Nam and Trung. Bây giờ các bạn sẽ cùng đọc cho cô và đọc nghe và nghe là nghe xem là cái cuộc trò chuyện của các bạn ấy nhé. Hi Nam, nice to see you again. Cô sẽ cho các bạn xem trong video này luôn. Hi Nam, nice to see you again. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. Hello Chung, nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Chung? I'm from Da Nang, but now I live with my grandparents in Hanoi. What's your address in Hanoi? It's 81 Chan Hung Dao Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Rồi bây giờ cô muốn các bạn sẽ đâu nhỉ, cho thu lại. What's your address? Bây giờ các bạn sẽ nghe và nhắc lại cho cô nhé. Hi Nam, nice to see you again. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. Hello Chung, nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Chung? I'm from Da Nang, but now I live with my grandparents in Hanoi. What's your address in Hanoi? It's 81 Chan Hung Dao Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghĩa nhé. Picture A, bạn Mai. Bạn Mai gặp bạn Nam và bạn Trung đúng không? Bạn Trung là bạn học mới. Bạn Mai, bạn ấy chào bạn Nam thế nào nhỉ? Hi Nam, nice to see you again. Bởi vì bạn Nam là bạn học cũ mà, đúng không? Nên là gặp lại bạn Nam lần nữa nên là sẽ nói là nice to see you again. Rất vui được gặp lại bạn, đúng không nhỉ? Và bạn Nam, bạn ấy giới thiệu, bạn ấy đáp lại như thế nào? Hi Mai, nice to see you too. Mình cũng rất vui được gặp lại bạn. Và bạn Nam, bạn ấy giới thiệu một người bạn mới của bạn ấy tên là Chung, bạn ấy giới thiệu như thế nào? This is Chung. This is Chung. Đây là Chung, right? He's a new pupil in our class. Pupil chính là gì? Pupil chính là học sinh, right? A new pupil. Một học sinh mới. He's a new pupil in our class. Anh ấy là một học sinh mới ở lớp của chúng ta, đúng không? Và bạn Mai, bạn ấy chào bạn Chung như thế nào đây? Hello Chung. Hello Chung. Nice to meet you. Chào Chung, rất vui được gặp bạn, đúng không? Bởi vì đây là lần đầu tiên bạn Mai gặp bạn Chung nên là bạn Mai sẽ chào là gì đấy? Nice to meet you, rất vui được gặp bạn, đúng không? Nice to meet you too. Còn nếu như ngày mai mà bạn Mai gặp lại bạn Chung lần nữa thì bạn ấy sẽ không nói là nice to meet you nữa mà nói là nice to see you. Ok. Rồi, Trinh Si nào. Bạn
Mai bạn ấy hỏi bạn Trung đến từ đâu, cái câu hỏi where are you from rất là quen thuộc đúng không? Nếu như hỏi là bạn đến từ nước nào thì mình cũng có thể dùng cái câu hỏi này where are you from. Nhưng mà bạn Trung là ở Việt Nam rồi, mình biết là bạn ấy ở Việt Nam rồi, nên là ý của bạn Mai là bạn ấy đến từ cái tỉnh nào ở Việt Nam đúng không? Và bạn Trung trả lời là gì? I'm from Đà Nẵng. Các bạn nhìn thấy cái câu hàm rồng ở đây đúng không nhỉ? But now, nhưng mà bây giờ, but now I live with my grandparents in Hà Nội. Nhưng mà bây giờ mình sống với cả ông bà ở Hà Nội. Grandparents chính là ông bà nhé. Cả lớp đọc lại cho cô nhé. Grandparents, grandparents. But now I live with my grandparents in Hà Nội. Bức tranh đi. Bạn Mai, bạn ấy muốn ghi lại cái địa chỉ của bạn Trung để nếu như có nếu bạn ấy muốn đến chơi thì bạn ấy còn biết đường tìm đến đúng không? Và bạn Mai bạn ấy hỏi là gì? What's your address in Hanoi? What's your address in Hanoi? Is 81 Trần Hưng Đạo Street. Đúng không? Is 81 Trần Hưng Đạo Street. Đường số 81 đường Trần Hưng Đạo đúng không? Where do you live? Thay vì bạn ấy hỏi là what's your address in Hanoi? What's your address? Địa chỉ bạn là gì? Bạn ấy hỏi là gì? Where do you live? Bạn sống ở đâu thế? Where do you live? Bạn ấy trả lời thế nào? I live in, cộng với địa điểm mà bạn ấy sống đúng không? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Tôi sống ở căn hộ số 18 on the second floor là trên tầng 2 đúng không? Của cái Hanoi Tower. Đây chính là cái tòa và đây là cái chung cư đúng không? Cái tòa tháp Hanoi Tower của Hà Nội Tower đúng không? Nên chúng ta có từ ở. Các bạn chú ý nhá. Trên tầng 2 chúng ta có từ on the second floor. Còn nếu mà tầng 3 là gì? On the third floor. Tầng 4 là gì? On the fourth floor, đúng không? Rồi. Thế bây giờ cô muốn hỏi các bạn nhá. Bạn Mai bạn ấy hỏi địa chỉ bạn Trung bạn ấy hỏi như nào? Đúng rồi, what's your address in Hanoi? Địa điểm cụ thể ở Hà Nội là ở đâu? Nhưng mà nếu mà chúng ta hỏi chung chung mình hỏi là what's your address, địa chỉ của bạn ở đâu đúng không? Vậy là chúng ta có câu hỏi như sau. What's your address? Đúng nhỉ? What's your address? Các bạn nhắc lại cho cô nào. What's your address? What's your address? Và bạn Trung bạn ấy trả lời như thế nào? Is 81 Trần Hưng Đạo Street. Vậy là is cộng với địa chỉ của bạn ấy đúng không? Is 81 Trần Hưng Đạo Street, đúng không? Và bạn Trung bạn ấy hỏi bạn Mai là where do you live thì mình trả lời là I live in, cùng cái nơi mà mình sống, in là ở trong đúng không? Ở trong cái căn hộ mình, căn hộ số 18 đúng không? Nhưng mà nếu như bạn ấy chọn bạn Trung bạn ấy hỏi là where, what's your address thì mình trả lời với mẫu câu này thì mình sẽ trả lời là is cộng với cái địa chỉ bạn ấy là is flat 18 on the second floor ở Hà Nội Tower đúng không? Đây là Hà Nội Tower. Đây là một cái ví dụ khác thôi đúng không? Không phải Hà Nội Tower mà là City Tower đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta các bạn nhắc lại cho cô cái mẫu câu này nhá. What's your address? Is 81 Trần Hưng Đạo Street. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành với các địa chỉ khác nhá. Rồi các bạn nhìn đây cho cô. Đây chính là làn đường Hòa Bình đúng không? Và chúng ta có từ Hòa Bình Land. Các bạn đọc lại cho cô là Land. Land. Các bạn có biết cách đọc số 105 không? 100 là gì nhỉ? 100. Cô sẽ ghi ở đây nhá. 100. Đúng nhỉ? 100. Đúng không? 100. Các bạn sẽ nối cái số hàng chục ấy, số lẻ bằng n nhá, n 5 đúng không? Đây là số 5, đúng là 105 là 105 đúng nhỉ? 105. Thế ví dụ như cái số này thì các bạn sẽ đọc như thế nào? 100 cái số lẻ là gì? Chính là 12 đấy đúng không? 112. Đúng rồi, thế cái số này nhá. Rồi, các bạn đọc cho cô số này nào.
72 đọc thế nào nhỉ? 72, đúng rồi. Các bạn sẽ nối cái 72 bằng dấu gạch ngang nhé. Ok, 72. Ok. Rồi, các bạn còn nhớ cách đọc các số không nhỉ? Các số đếm, và chúng ta sẽ cùng ôn lại nhé. Ok, các bạn sẽ đọc cho cô nhé. Như là từ 1 đến 10 nhé. Đây là gì nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, số 11 nào. 11, 12, 13. Cái phần từ 11 đến 19 thì chỉ có một số đặt cọc khác thôi. Thế còn lại thì các bạn sẽ đọc là số đếm cộng với đôi teen nhá. Thế là 14 là gì? 14. 15 là 15. Ok. 16. 17. 18. 19. 20. Right. Từ 20 đến 90 thì các bạn có số đếm cộng với đuôi ti đằng sau. Chỉ có một số đọc khác thôi. 20 là 20, đúng không? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, đúng không? Và 100 là 100. Đấy, cô vừa giới thiệu với các bạn, đúng không? Thế các số lẻ từ 21 đến 12, 19 hay là 31 đến 39 đến từ 91 đến 99 các bạn sẽ đọc như thế nào? Chúng ta chỉ cần cái số chẵn và cộng với số lẻ đằng sau thôi, đúng không? Như 21 sẽ đọc là 21, 22 là 22, 23, 24, 29, đúng không? Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ đọc cho cô các địa điểm ở đây nhé. Rồi, 105 Hòa Bình Lan, 105 Hòa Bình Lan, 97 Village Road, 97 Village Road, 97 Village Road. Ok. Rồi 75 Hai Bà Trưng Street, 75 Hai Bà Trưng Street. Flat 8 cái này là on the second floor. Các bạn tự thêm cái giới từ vào cho cô nhá. Flat 8 on the second floor of City Tower. Nhắc lại cho cô nào. Flat 8 on the second floor of City Tower. Ok. Rồi, các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô nhé. 105 Hòa Bình Lan. Rồi, 97 Village Road, 75 Hai Bà Trưng Street, Flat 8 second floor on the second floor of City Tower. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Các bạn nối lại cho cô các địa điểm ở đây nào. Đây chính là 105 Hòa Bình Lan, 97 Village Road, 75 Hai Bà Trưng Street, Flat 8 on the second floor of City Tower. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Các bạn sẽ cùng nghe câu mẫu nhé. What's your address? It's 105 Hòa Bình Lane. Sorry các bạn sẽ đọc cho cô cái từ này là 100 hoặc 100 cũng được, không sao cả. Ok, 100 hoặc 100 đều không sao. Ok, it's 105 Hòa Bình Lane. Ok, cái này nào. What's your address? It's 97 Village Road. What's your address? It's 75 Hai Bà Trưng Street. What's your address? It's flat 8, second floor, City Tower. Các bạn có thể trả lời là is flat 8 on the second floor City Tower of the City Tower cũng được. Không thì các bạn có thể đọc luôn cái địa chỉ này luôn, không cần thêm cũng được, không sao nhé. Ok, is flat 8 second floor City Tower. Ok, vì họ đã chấm dấu phẩy rồi đúng không?
thì mình, sau mình có thể, nếu mà mình trả lời đầy đủ thì mình có thể trả lời như vậy. Ok. Rồi, thì bây giờ cô sẽ hỏi và các bạn sẽ trả lời cho cô nhé. What's your address? What's your address? What's your address? What's your address? Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ hỏi nhá để cô trả lời. Ok. It's 105 Hua Bing Lane. It's 97 Village Road. It's 75 Hai Ba Chung Street. It's flat 8, second floor, City Tower. Ok, rồi. Thế bây giờ cô hỏi các bạn nhá, what's your address? À, địa chỉ của bạn ở đâu? Thì các bạn có thể tự trả lời là is cộng với cái địa chỉ của mình, đúng không? Nhiều bạn bị như bạn ở, ở thành phố thì có thể có các con đường. Còn nếu như mình ở làng quê thì mình chỉ cần cho cái tên làng, cái địa chỉ của mình thôi. Ví dụ là Kiên Thành, đúng không? Kiên Thành, Bắc Giang, right? Ok. Rồi, đây là cái phần listen and complete. Các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ viết cho cô cái từ còn thiếu vào đây nhá. À, đây có 4 hội thoại. 1, 2, 3, 4. À, bạn đầu tiên đó là bạn Linder. Địa chỉ của bạn Linder là ở đâu? Tony là ở đâu? Peter ở đâu? Và Tom ở đâu? À, đây là High Street, Greenland, đúng không? Đây là cái số này các bạn đọc như thế nào? À, đấy là 100, là 100. Thế bây giờ là 700, đúng không? 765. Blah blah. Cái địa chỉ đằng sau, đúng không? Cái này là cái gì đó của City Tower. Có thể đây là một cái tầng, đúng không? Tầng thứ bao nhiêu chẳng hạn. Rồi thì bây giờ cô muốn các bạn nghe, các bạn hãy viết ra giấy cho cô nhá. Ok, nếu mà lát nữa chúng ta nghe xong đấy, thì bạn... Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe nhá. 1. What's your address, Linda? It's 208 High Street. 2. Where do you live, Tony? I live at 321 Green Lane. 3. What's your address, Peter? It's 765 White Street. 4. Where do you live, Tom? I live on the second floor of City Tower. Rồi, các bạn sẽ nghe lại lần nữa nhé. 1. What's your address, Linda? It's 208 High Street. 2. Where do you live, Tony? I live at 321 Green Lane. 3. What's your address, Peter? It's 765 White Street. 4. Where do you live, Tom? I live on the second floor of City Tower. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa nhá. Các bạn có đáp án của mình chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng chữa và cùng so đáp án. 1. What's your address, Linda? It's 208. Các bạn nghe thấy số gì? 208. 208, nghĩa là 200 là bao nhiêu? Mấy trăm? À, 200 đúng không? 208. À, chị và số 0 nghĩa là 208. 208. High Street. High Street. Ok, con đường tên là High Street. 2 nhá. 2. Where do you live, Tony? Where do you live, Tony? Bạn sống ở đâu thế, Tony? I live at 321. I live in 321 Green Lane. Ở đâu nhỉ? Green Lane. 321 Green Lane. Các bạn có thể đọc là 321 hoặc là 300 20
and 21. À, nó là đọc hơi khó đúng không? Số đường ấy thì mình có thể là số 321, 321 mình cũng có thể đọc như bạn. 3, 2, 1. Okay, green line. Green line. 3. What's your address, Peter? What's your address, Peter? À, địa chỉ bạn ở đâu thế, Peter? It's 765. 765. 765. Mình đọc luôn cái địa chỉ luôn đúng không? 765 chứ không đọc số to quá đúng không? To quá thì đọc nó hơi dài dòng. 765. Đọc như thế cũng được. White Street. White Street. White. À, cái từ white. Các bạn biết viết từ white không? White Street. Là màu trắng ấy. White Street. Yeah. White Street. 4. Where do you live, Tom? Where do you live, Tom? I live on the second floor of City Tower. Ở đâu nhỉ? On the second floor of City Tower. Đúng nhỉ? Second floor of City Tower. Mình có thể viết on the second floor of City Tower hoặc là viết chữ second floor thôi. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra đáp án nhé. You're got it. White Street. À, tại sao cô không viết đúng rồi nhỉ? À, bởi vì cái tên đấy phải viết hoa nhá. À, đây tên con đường mình phải viết hoa đúng không? White Street. Còn đây là mình viết hẳn ra luôn. Đúng không? Where do you live thì mình phải viết hẳn ra on the second floor nhá. Ok. Trả lời đây là yêu cầu trả lời đầy đủ luôn đúng không? Đây là sẽ là on the, mình phải viết lại sửa lại lần nữa xem là có đúng nhá. Xem đáp án luôn. Okay. Rồi, White Street, the second floor of City Tower. À, mình biết luôn là the second floor of City Tower. Viết đầy đủ cho cô nhá. Chứ không biết là à đúng rồi, lúc nãy cô viết thiếu đấy đúng không? Second floor of City Tower. À, mình đọc đúng nhưng mà mình viết vào đây là rồi, the second floor, tầng thứ 2 nhá. Vậy đây là một danh từ nên là the second floor of City Tower. Ok. Rồi, cái phần này, read and complete, các bạn sẽ đọc và hoàn thành cho cô. À, sắp xếp những cái từ này vào chỗ trống. À, đây là lời, đây là của bạn Trung đúng không? Bài giới thiệu của bạn Trung. Trung nói gì nhỉ? À, Trung is a new, đây là mình đang nói với bạn Trung. Đấy, chứ không phải là bạn Trung tự giới thiệu, đúng không nhỉ? Trung is a new pupil in class 5B, đúng không? He is gì đó, Đà Nẵng. À, các bạn còn nhớ lúc nãy là bạn Mai bạn hay hỏi bạn Trung ở cái phần hội thoại không? À, bạn ấy đến từ đâu? Ở đây chúng ta có từ street address live from. Thì các bạn sẽ điền từ gì ở đây? Đấy. Now là bây giờ. He gì đó with his grandparents in Hà Nội. À, mà bây giờ bạn ấy sống, bạn ấy gì đó với ông bà ở Hà Nội. Thì cái từ động từ ở đây là từ gì? Đấy. His gì đó is 81 Trần Hưng Đạo. Gì đó? À, là số 81 Trần Hưng Đạo. Cái gì Trần Hưng Đạo? Đấy, hoàn game district. Bây giờ các bạn sẽ điền cho cô, cho các bạn 1 phút để các bạn điền nhé. Rồi, chúng ta cùng chữa nhé. He is, à, anh ấy đến từ Đà Nẵng, đúng nhờ. He is from Đà Nẵng, đúng nhờ. He is, à, sống, cái từ nào được sống nhờ. À, đúng rồi, live. He lives with his grandparents in Hà Nội. Các bạn chú ý nhé. Khi dùng he và she thì từ live này các bạn phải thêm sc nhé. Ok. Còn nếu mà ai thì không cần. Ok. Vậy ngôi thứ ba số ít là phải thêm sc. Ok. Đấy là về chia động từ nhưng mà các bạn không cần chưa học sâu về phần đấy. Đúng nhá. Lives. Nhớ nhá. He và she thì lives in sc nhá. He's with his grandparents in Hà Nội. His địa chỉ đúng không? Cái từ nào là địa chỉ? Đúng rồi. Address. His address is 81 Trần Hưng Đạo Street, đúng không? Hoàn Kiếm District, quận Hoàn Kiếm, đúng không? Thì với cái bài đọc này thì các bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình không? À, ví dụ đây bạn mình đang viết về bạn Trung. Thế bây giờ mình viết về một bạn khác ở lớp mình thì mình sẽ thay tên bạn Trung và địa và thông tin của bạn Trung thành thông tin của bạn mình, đúng không? Ví dụ như bạn mình viết bạn Linh. Linh is a new pupil in class 5A1, đúng không? 5
A1, đúng không? Shri, cô ấy là Shri, là Shri của cô ấy, đúng không? Shri is from Bắc Giang, đúng không? And she is from Bắc Giang. Now, Shri, cô ấy, đúng không? She live with his parents. Grandparent là ông bà. Thế parent chính là bố mẹ. Thì bây giờ bạn đấy đang sống với bố mẹ thì mình chỉ cần biết từ này thôi. She live with his, with her. Không phải đây nữa mà là từ her nhá. Đấy, her. She live with her parents in Hà Nội, in Bắc Giang, đúng không? Her address. Her address, mình biết là từ her này nhá, các bạn chú ý nhá. Đây, đây là từ her này. Ok, đây là từ her của cô ấy, her address. Chưa nhỉ? Her address. Ok. Her address is Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang chẳng hạn, đúng không? Đấy. Đấy là cái địa chỉ của bạn đấy. Thế bây giờ nếu như các bạn tự giới thiệu về bản thân mình thì các bạn sẽ viết như thế nào? À, mình cũng giới thiệu mình thôi. My name is, đúng không? Is, vị như my name is Bảo chẳng hạn, đúng không? Đấy. I'm in class. Đấy, mình thay thông tin, đúng không? Mình học sinh mới, còn nếu mà không thì mình chỉ nói là I am, mình viết hẳn là I am in class 581, đúng không? 581. Và mình giới thiệu mình đang sống với ai hay mình đến từ đâu. Đấy, mình sẽ giới thiệu là I am from Bắc Giang. Mình đến từ tỉnh Bắc Giang, đúng không? Bắc Giang. Đấy. Và mình sẽ giới thiệu là địa chỉ của mình là gì? My address is Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang, right? Ok. Rồi, Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang. Rồi, khép một câu là chấm, right? Thế bây giờ mình giới thiệu là mình sống với ai? Ví dụ như bạn bảo bạn sống với bố mẹ. I live with my parents, đúng không? Parent là bố mẹ nên có S, nên là trong này từ này nó đã bao gồm cả bố mẹ nên là có số nhiều rồi thì S gì cô nhá. I live with my parents, đúng không? Và mình sẽ cho cái con gì nữa không nhỉ? Đây là địa chỉ ở đấy. Ok. Mình có thể cho cái địa chỉ đằng sau cũng được, còn không thì mình nhấn lên Bắc Giang, mình giới thiệu địa chỉ của mình luôn. Ok. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. The bells on the bus go ding, 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 ding. The bells on the bus go ding, ding, ding all day long. The wheels on the bus go round and round.